Chào nhà, hôm nay mình sẽ cho cả nhà xem rau răm người ta trồng như thế nào và một số đám mớp hương ở đây, ở dưới đây là chú Út bên nội của mình trồng, và mấy cô chú bác ở gần từ bên cũng có trồng, cho cả nhà xem như thế nào nhé. Đây là rau răm này. Rau răm này mình thường thường bóp gỏi gà với rau răm với lại ăn hộp vịt lộn đó. Trồng nguyên một đám ruộng. Đám ruộng rau răm này ít nhất cũng phải tầm khoảng cỡ nửa mẫu, 5.000 m². Rau răm này, đám ruộng rất là to. Trồng với nước, bơm nước vô đây. Quá trời trái luôn. Cái trái mất phương, trái lỏng chỏng luôn, quá trời luôn. Mời cả nhà xem nè. Quá trời trái luôn, không thể tưởng tượng được. Trái quá trời trái luôn nè các bạn, cả nhà ơi, không thể tưởng tượng được, trái nhiều như không qua vậy. Rỗng chỏng luôn. Này trái mình mẹ không? Giống mứt phương này thì chín ác thấy cũng ít, nhưng mà trái nhiều lắm. Quá trời trái luôn. Cái nhà mình xem nè. Mình chưa biết giống này là giống gì nữa. Chúc mình lại hỏi chút của mình là coi giống này là giống gì đây. Trên thị trường thì có rất nhiều giống. Đám này chắc tầm khoảng 2.000 m². Trái rất là nhiều luôn. Trái rất là nhiều. Wow, trái nè. Cái nhà xem nhé. Quá trời trái luôn. Lỏng chỏng luôn. Trái quá trời trái. Quá trời luôn nè. Trái nè. Trái này chỉ mọc trong trong bên mẹ không. Bóp này nhánh ác không có thấy nhánh ác mọc ra nhiều, nhưng mà trái khá như là nhiều luôn. Tháng này nắng cho nên mình tưới nhiều khi nước không đủ lực, nó cũng không có lên nổi nữa. Nắng gió này mau khô mà phải tưới nước dữ lắm, tắc không có im cho nên mớp lên cũng không có được tốt. Hóc quá, nắng gió hóc quá. Mình cái nhà mình xem rất là nhiều trái luôn. Rỗng nào trái cũng nhiều. Quá trời trái luôn. Đây nè.
thoải mái luôn. Gốc hương này bị sâu với mùa rất là nhiều luôn, sâu với mùa. Cái này mình phải mua thuốc đặc trị sâu với mùa về xịt. Mình xịt tốt nhất giờ là vào buổi sáng, sáng khoảng 4-5 giờ sáng là khoe sâu với mùa ra. Mình phải xịt sớm, có mùa sương nó ra nó uống nước. Sâu với mùa quá trời luôn. Đặc biệt là sâu với mùa rất là mê ăn cái lá mớp như thế này. Thấy rất là nhiều luôn. Lỏng trọng trái luôn. Cho cả nhà xem này. Quá trời trái luôn. Mình thiền trái luôn. Móc phương này nè, móc phương này dòng trái này cũng ngắn chứ không có dài luôn. Trái tầm khoảng cỡ 15 cho đến 20 cm. Đây, móc phương này. Cả nhà mình xem. Trái lỏng trọng. Quá trời trái luôn. Cả nhà mình xem. Quá từ trái luôn. Một dây đeo trên dưới cũng phải gần mấy chục trái, từ gốc tới ngọn luôn. Quá trời trái. Mình cũng xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Nếu thấy hay cả nhà nhớ cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để xem video mới nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.